về 16 Tip, mình nghĩ đây là một sự lựa chọn thông minh của DirtyCoins cho màn collab lần này. 16 Tip không thể phủ nhận đây là một trong những cái tên ít ỏi còn giữ được sức nóng sau rap Việt. Không phải tự nhiên mình làm nhiều video về 16 Tip, mình làm nhiều vì các bạn yêu cầu nhiều mà thôi. 16 Tip có nhiều fan nữ chắc chắn rồi, và 16 Tip cũng có nhiều fan nam. Nếu các bạn xem cả video document về 16 Tip và DirtyCoins cho màn collab lần này thì chắc chắn các bạn sẽ thấy được những cái lời chia sẻ của một người anh em của 16 Tip. Kể về 16 Tip thì mình nghĩ là chính cái lối sống, cái suy nghĩ luôn hướng về anh em, về homies, về quê hương sẽ được lòng các bạn nam. Và cái màn collab lần này thì chắc chắn hướng đến tập đối tượng là fan của DirtyCoins và 16 Tip. Nếu các bạn không thích DirtyCoins, các bạn cũng không thích 16 Tip thì các bạn không phải là đối tượng khách hàng tiềm năng. Có những người nói rằng với số tiền này ta thà mua cái này còn hơn. Chắc chắn rồi, nếu các bạn không ưng thì một đồng cũng đắt, nếu các bạn ưng rồi thì bao nhiêu cũng chơi. Có những cái bạn fan của K-pop, các bạn mua rất là nhiều album, có phải về để nghe không? Không, các bạn ấy mua để ủng hộ thần tượng của mình, để cảm thấy là mình được sở hữu, được chia sẻ, được kết nối một cái gì đó với người mà mình yêu quý, chỉ thế mà thôi. Họ chỉ sản xuất vài chục cái thì thứ nhất họ sẽ bán hết ngay khi vừa mới mở bán, thứ hai cộng đồng vì sao lời sẽ rất là sục sôi, thứ ba cư dân mạng sẽ bàn tán rất nhiều về màn collab lần này, thứ tư những ai sở hữu được những cái item này sẽ cảm thấy rất là tự hào, một khi sở hữu là sẽ post lên mạng xã hội để khoe. Và mình nghĩ là trên phương diện truyền thông thì màn collab này đã thành công.